có ấm trong con quốc đồ không má? Bà thấy bộ mà súp đi gì đó nha. Kiếm gì ngon ngon ăn rồi đi luôn đi má. Còn mai chị chương trình cuối con Phương qua đóng đóng má chồng con ra sắp sửa trong quán mở bia ôm. Dạ chức mở bia ôm. Má chồng này ôm. Mở đâu? Nè má chồng nè. Là bà làm đào quá hả? Ừ, mở quán đây. Trời ơi. Cho mấy em mặc dép hỏi mặc quần chớ mấy đào con luôn, đào chính đào chanh. À lấy cho con đắp tờ hành đi. Chết rồi Sơn ơi. Chương trình cộng đồng hôm nay là em thẻ sống lại. Bà này sắp sửa sang quán cho em mở bia ôm. Đèn đem đủ lại. Mắt đái ra bên đó đây. Trời ơi má đó lại là em mở bia ôm là nó đái dữ lắm. Là bà làm... bên sân đây. Là bây giờ là nhỏ này đào em. À anh nào yêu cầu là anh dắt đào à, đó. À có nghĩa là giống như là dì Sơn sẽ mở quán. Còn cái vụ mà bia ôm hay là đào này kia là bà chức làm má mì nha mọi người nha. Thì những anh chị em mình làm trong ngành đó mình có thể lấy về chức lấy lời khai nha. Ngồi đây nè Bi. Đó thì bây giờ thông báo cho dì chức là ngày 6 tới tháng 6 khai trương đó. Rồi giờ bà thấy sao? Ê cái gì vậy? Thôi tôi đổ vô đây mà. Ý tôi đổ đi má. Ý giờ tôi cánh đổ mình còn đâu vậy. Có đâu. Uống uống đắp tao hành không? Để em cái tẩy không? Hay là kêu gì đi? Không, đường lên. Đường lên hả? Đường lên ăn sầu riêng đi. Mới ăn trái sầu riêng. Trời ơi, ơi đảng hậu ấy chưa. Tôi nằm mơ tôi thấy bà sầu riêng, ăn sầu riêng cái về ngoài đời các bạn ăn sầu riêng thiệt luôn. Trời ơi, con lại má đường má lên đó. Cõi chở em đi ngang, tao kêu giọt luôn. Ai? Phải không? Bà có chụp hình lại không? Sao chụp được, chạy nhanh quá, còn nó tính quay. Còn 3 ngày nữa ra bán rồi đó. Ngày đầu tiên bán cái số bà tính lấy nhiêu tờ? 200 được không? 200 hả? Khách khách tôi nghĩ là 1900 khách lần đó. 1900 số đầu già ca đi đâu nổi. Đi không nổi hả? Ờ để cái bảng cho ca đeo đi. Nếu mà đi không nổi bán trái thận. Trời ơi. Ai có mua. Bà cứ tối ngày bà bán trái thận hoài. Bà còn trái gì bà bán nữa không? Không. Bữa bà còn hai trái gì đâu bà bán nữa đâu. Trái thận ơi. Quậy quá chứ quậy rồi. Phương mua ủng hộ giùm. Chút bê chút em mua. Lắp không? Đâu không? Ờ vậy ngồi đi má, tới chiều cũng hết rồi má. Giờ bán cá viên chiên ai bán, có má mày già không? Có mẹ ra. Giờ ai bán nước, bán bình dân. Bán rồi. Luôn, thì bán bình dân mà. Giờ má diễn ra làm cái gì? Dạ chơi. Rồi bà nhắm, ý là tôi hỏi bà tính bán bao nhiêu tờ? 200. 200 mà bà đi không nổi bán 200 gì, bán đi không nổi. Vòng đó đó má đừng. Bây giờ tôi gợi ý cho bà đi không nổi bà lấy chừng 5 tờ, 10 tờ bà bán thôi. Hết rồi bà đi lấy nữa bà bán nữa. Vậy tôi thấy nó ok hơn đó. Không có cho ăn cầm da nha, cầm da là cả bộ quán về đó. À. Rồi cầm lặn nhỏ này nè. Tao tên Mộng Dừa. À. Đổi tên nè. Là ba chị em á hả? Mộng Cầm, Mộng Dừa rồi Mộng Du. À đó, cái đó Mộng Du. Ba chị em. Bán với số uống 14 lần. Trời ơi. Con lại má ơi má tối ngày như vậy không á, chán dễ sợ luôn á. Hello mọi người nha, lời nói đầu tiên xin cho Vedette Vũ Đô Phương với lại dì Chích gửi lại chút sức khỏe và lời chào hôm nay tới tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh của Thu Phương Cái Viên Chiên và kênh của anh Lạc Quang TV. Đó thì những anh chị em bạn bè mình có clip vui nhộn mình nhớ like và subscribe đăng ký nha mọi người nha. Thì thời gian sắp tới nó gì chứ sẽ mở quán bia ôm nằm ở chung cư Ngô Gia Tự. Thì những anh chị em bạn bè nào mình có xúc bình xăng đó thì mình lại là tự tay gì chứ sẽ xúc bình xăng cho mọi người nha. Dắt lên lầu ba nha. Lên lầu ba làm gì? Xúc bình xăng. Trời ơi. Tôi tưởng là lên lầu ba hai đứa nhảy cha 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 chứ. Rồi giờ bà gái ngoài quán rồi bà tính làm gì đầu tiên? Bà kêu lô tô hả? Kêu lô tô. Nó nghe nè, ngày khai trương lão quải có lô tô rồi mấy đứa nhân viên này nó bận đồ đẹp nó mới nói cho bà nghe, bà chặt lên tôi nói không? Bây giờ bà giếp đội cốc giả. Bà phải kiếm cái đầm nào đẹp lắm, đầm dứt là đẹp. Thôi bà làm cô giáo Thảo đi, tụi nó làm học sinh, bà làm cô giáo Thảo đi. Rồi. Tiến đánh son đỏ. Có son luôn. Có son đỏ không? Có. Ờ bà đánh hai gò má hồng hồng. Có luôn á, mặt có không? Rồi bữa nay có bán không? Để cái nón lá hồng. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, còn mấy tờ à? Ờ, không phải coi cái gì nè. Bầm bà, 73, 93, 103. Lấy 20 á. Lấy gì đâu? Đó, cầm 20 á. Ủa, dính vô tay. Cái này gặp hoài vậy. Không, cái này dính. Ơi. Dính vô cái tay, nó bị keo hít á. Còn cái ngăn nào để điện thoại? Ngăn này nè. Gọi hoài à. Ai gọi? Để yên tận với cháu nó. Đây, tôi khóa máy luôn cho bác. Hello. Tôi tắt nguồn luôn nha, tắt nguồn lúc này phải không? Là hello. Tắt nguồn nha chứ. Tắt nguồn.
tắt gì? Tắt hỏi ai gọi được luôn. Thôi trời ơi, lỡ câu ấy chồng tao gọi ai cũng đâu cũng chết à. Quên. Đang ngồi canh nó khát tiền á, nó đi đâu hoài vậy? Ông Tuấn hả? Ờ như ông Tuấn mắc nợ bà nha. Ồ mắc nợ dai à, còn quán mày mà bị quýnh mà về cái quán này luôn. Không phải, tôi thấy vậy mắc nợ bà tự nhiên phải đóng tiền đóng hụi chết cho bà hoài vậy trời. Bà giống như là má thiên hạ mẹ thiên nhiên vậy đó. Đúng không? Em là thiên nhiên à. Quá trời. Trời ơi, ông đó quen nhỏ xấu hơn tao, tao thấy tao xấu còn xấu hơn. Ba lắm má. Ba mà. Ôi đẹp á hả? Nghe nói ba đẹp. Nhỏ nó giống mặt xạo dễ sợ. Cái mặt xạo. Ê, nhỏ bị khùng á. Người ta bị bệnh không có được. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ, người ta bị bệnh mà nói cái gì tùm lum tùm la. Hey. Hey. Hello. Bà có câu mới không? Hello. Cái mình anh như cái tô. Khà bưng kha hả? Cách kha. Đó nghe là có người là... có người nắm quyền thừa kế bà rồi đó. Bà Dung bà Dung hùng. Ờ. Ủa sao mày dắt bà ra cái vậy? Vui lắm má ơi. Bà đòi lấy 200 tờ bán luôn, là bà bán chung với bà. Ôi, bà bán sảnh A, bà bán sảnh B. Sảnh A, sảnh B là ở đâu? Sảnh A là dưới lầu 1, bà bán sảnh B là bà lên lầu 2. Không có lên nổi đâu. Trời ơi, bán chung má đâu có lộn á. Nó giỡn rồi má, Dung ra chơi à. Dù quýnh bài á. Bả chơi bà quá ông trời luôn. Công an bắt. Bả chơi bà quá trời. Ơ điện thoại kìa, ai gọi? Có ai gọi đâu. Bà mới ăn sầu riêng nữa hả? Ừ. Trời ơi má ơi, má mới bị tiểu đường. Chạy. Bác sĩ hỏi còn ăn gì 4 chai tinh dầu. Trời ơi. Vô nhập viện ông nói vô. Có nghe là ra quán mới đừng có gì nha. Đừng gì lại gì. Ý là đừng có chửi khách rồi kia kia nọ nha má. Ôi quýnh đi, không chửi đâu quýnh. Bà quýnh khách đó hả? Còn khách không có đi yên cho bà đâu, ta chối tay chối chân mà dục mà vô hùng gác luôn bây giờ nè. Bà bây giờ chỉ còn có một cơ hội cuối cùng thôi. Tấm vé định mệnh. Lần cuối, xin lần cuối. Bây giờ là tấm vé định mệnh. Tấm lá định mệnh là hát bản gì? Bản gì, bà muốn hát bản gì? Đêm cuối cùng này thôi. À, bạn đó hả? Bà gì? Tình cuối, hát với tình cha. Tưởng bà hát bà ba nén hương trầm không á. Ừ. Hôm nay có bán không? Không. Thứ ba mới bán. Thứ ba khai trương hả? Lãnh 200 tờ bán. Thôi vậy đóng cho bà cái bàn rồi bà ngồi một chỗ đi. Trời ơi. Để bà khỏi đi tới đi lui đi tới luôn, mất công mà chửi gũa người ta nữa. Thôi đi đi trời. Có đi không má? Tao không mày đi. Đi vô quán tôi mất điện thoại tôi lôi bà ra đó nha. Có một mình bà bán rồi giờ mà khách mất đồ rồi không lẽ lôi tôi ra. Làm gì mất đồ. Thì có tôi với bà thì giải quyết thì kêu người ta lại giải quyết chứ giờ sao. Bà ngồi một chỗ dù mất đồ á thì không đỡ thừa bà. Còn bà cầm giấy số bà đi vòng vòng mất điện thoại em mất bóp bà đỡ thừa bà. Thôi tao vẫn làm ăn cái chai rồi. Bạn trai mà cái tay bà mặn quá trời mà bạn trai. Ăn chai mà sát xanh. Cái này là chích thuốc hả bà nội? Lấy máu. Ờ lấy máu. Sao bà không sẵn lấy máu mà lấy mỡ luôn đi. Trời ăn Lâm không vô nuôi tôi. Nuôi gì? Bán trái thận đi Lâm. Trời ơi. Bà còn trái gì bán nữa không? Không còn trái thận à. Bên ba bên bốn cội. Đẹp ghê á. Đó lấy cái thận hâm vỏ bán hoài. Bán trái thận có cội ba cội bốn. Nói đừng buồn nha. Trái thận bà bán không ai mua. Bà cho người ta cũng lấy. Trái thận bà su quá à. Sao kỳ vậy? Trái thận bà tàn tiểu đường. Với lại mấy cái gì mà đường lên rồi huyết áp lên rồi tùm lum. Bà nghĩ sao mua thận là người ta phải mua thận nguyên à. Ai mà mua mấy cái thận mà thương túi mỡ. Ờ bà bị tùm lum tùm la. Bà nghĩ sao bà kêu trái thận bà mua. Giờ bà cho bà hỏi tiểu tử lấy không. Bà cho trái thận tiểu tử còn không lấy nữa đó mà bán cho người ta. Bán cho Mỹ đen được. Không ai mua đâu má. Mỹ đen Mỹ trắng là không có khùng điên mà bỏ tiền mua trái thận của bà đâu. Bây giờ bà cho người ta coi người ta lấy không. Nghĩ sao mà bán. Giang hồ ấy sao. Ê vô đi. Giang hồ. Giang hồ dễ. Giang hồ dễ sợ luôn á thiệt á má ơi. Bà này xấu số mặt xấu mà mặt gãy nữa. Trời ơi má chồng kìa. Con dâu mà cái miệng quá trời. Đó là má dâu. Đó má dâu. Thôi mai mốt ra ngoài lấy tên dâu. Dâu. Lấy tên hạt dẻ rồi lấy tên bé dâu đi. Rồi. Thằng Khoa làm anh hạt dẻ. Thằng Khoa đâu không thấy à. Lên không mã biết. Cũng bị quýnh nữa. Trời ơi lên mã cũng bị quýnh. Lúc này trắng là đẹp lắm. Bà xuống Khoa lên mã chú Vũ Linh hả? Ờ không biết lên nó cấm sao. Đã nón nữa giống trời bằng nữa đây. Thằng bữa đây quýnh nó ba nón nè, đâu có ai dám can đâu. Quýnh nó chi tội nghiệp nó trời, biết nó bị bệnh rồi quýnh nó làm chi. Nó bậy nó quýnh lẹ lắm, à. Chạy mất tiêu rồi. Nó
nó chạy mẹ rồi sao kịp. Có nghe là nhiều khi mà má này bỏ cả 200-300 cái mướn mấy thằng nàng kiều lỡ bước đâu nó lợi đánh nè. Có má là chứ không ai á. Chỉ có một mình bà ganh với lời ông Khoa thôi chứ không ai đó. Con cầm á. Đó đỡ hùa qua bà cầm. Con cầm, cầm giếng nhỏ vũ con ta đi đầm sen xuống tiền. Rồi à, đâu có biết cấm. Tao hỏi mày không biết bơ phải chạy vô không? Tao đâu có cúng tiền vé. Phải không? Tao không biết bơ tao vô hụn nít cấm nó đéo chịu cấm. Nó khủng chửi tao bỏ về. Trời ơi. Chồng tao nói mày còn chỗ nào mày cấm thì tao đâu biết bơ, tao phải vô em bé. 30/4 nó bông rồi. Bông hấp rồi. Bệnh trong nhà con tiền hấp luôn rồi. Đóng viện nhiều tiền đủ kỳ chán. Nghiệp mà quá trời mà. Đúng không? Mà bà cũng công nhận bà thấy bà nghiệp bà nhiều không? Giờ đi giải nghiệp không? Thôi giải nghiệp chị. Dắt tao coi bố chưa kịp. Ra cánh đồng quan bên quận 8. Bỏ nhăn đầy đường ở cái vòng trong. Không, bây giờ bà muốn giải nghiệp không? Tôi giải nghiệp cho bà. Tôi nói thiệt, cho mấy cái xui xẻo đi hết. Ai gì xưng cho con tờ giấy với hột quẹt hay gì xưng. Không, cái này tôi nói thiệt, chị em tôi tâm sự với bà. Ê. Bỏ cái này qua bên đi, để tôi giải nghiệp cho đi ra đây, đi ra ba nè. Thôi. Tôi làm không lắm, cho con tờ giấy với lại cái hột quẹt đi gì xưng. Tôi nói bây giờ, bà nghe lời tôi giải nghiệp cho bệnh hoạn rồi đi hết, xui xẻo rồi đi hết, lại đây. Tao cũng cọp, tao cũng chị ra, ca chị tao. Thì bây giờ tuổi con cọp, thì bây giờ mình lấy giấy, mình xá cho mấy cái phong lông, phong lá, bệnh tật nó đi hết. Bà đốt muối hột đây còn chưa đi nữa. Bây giờ chứ bà nặng dông quá bây giờ sao? Thôi bà dắt ca lại mới nặng dông, tao đâu có nặng đâu. Trời ơi, bà đâu có nặng đâu, bà ngồi từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều không có khách nữa, bà hỏi không có nặng đâu. Trời ơi. Đẹp quá à. Giờ mà đường mà bà hỏi không đẹp, bà quán nào đẹp má. Đó nhỏ đỏ đó, đó ngàn trai. Mới ghè đâu. Ôi bữa thấy bữa bụng đồ đẹp lắm, sao bữa nay bà bụng đồ xu quá vậy? Mấy đầm đó để mày mốt ra ngoài. Lựa mấy cái đầm đỏ, đầu đầm này, đầm kia, rồi này kia. 500 ngàn cái đó. Có quá chị ý kiến cái gì, cái clip mà hôm bữa bà ứng bà ra mặt bằng đó. Có người nói là thôi đừng có cho gì chức bán. Có người nói là thôi bà lớn tuổi rồi, bà bệnh đùm lum đùm la, thôi đừng có trách bà. Chắc bà cũng thay đổi, bà sửa đổi rồi giờ mà không biết làm sao nè. Bây giờ đang 50-50 nè, đang lưỡng lự không biết bà có giống như hồi đó, hồi xưa không nè. Giống. Đó bị mốt để nón lá xuống, lại ông đi qua, lại bà đi lại. Chết rồi má ơi. Được không? Ai biết bà thấy làm gì được không? Được. Hết chú chữa rồi. Kệ má chồng má dâu lắc đầu rồi luôn rồi má ơi. Nè nó nghe má mày da vui à. Tao quýnh lộn với ngắn bóng cho trài, bà cứ lụm vô hoài. Còn trời ngắn bà lụm vô tiếp. Bà nói bà cứ lụm hoài vậy. Tôi chết, nó luôn manh lắm á, thằng đó mắt dại lắm. Mà mẹ tôi với bà hai người giống cùng tuổi luôn á nha, tuổi con cọp mà sao bà dữ quá. Mà mẹ tôi hiền quá, bà dữ quá vậy trời. Bà mẹ khách hay gì kìa, hỏi coi chơi. Anh ơi, ủng hộ đi nè anh. Ơi. Ủng hộ em đi. Nói nghe. Anh bữa nay có cơm bồ nè anh ơi. Đá trứng cút. Bà biết đá trứng cút không? Đá trứng cút. Đồ bu kiên cá lên lầu 2. Ai nói nghe là Lâm. Má nói chuyện ghê quá. Kể nghe. Dắt má đi kiếm má kia đòi tiền. Cái da dùng bông cha hỏi em biết sục ti không? Trời. Ta trả lời vậy. Em biết khỏi kèn sắc xô à. Cái con miếng miếng vô bịch lông nó da và anh cây cờ tao còn cứng ngắc mà mày cứ nói vào. Thằng cha đó cũng khủng tao. Phải làm gà. Không. Nhưng mà hồi xưa bà làm gà. Ừ, hồi xưa. Thấy chưa? Hồi xưa có, giờ dẹp rồi. Còn ngày gặp Lâm có giờ câu rồi. Ủa bữa như Duy Sơn mới đi Đà Lạt về mà phải không? Lạnh lắm phải không Duy Sơn? Không, lạnh. Đang xử án ở ngoài á. Một ông chồng giết ba người. Đang xử ngoài Nha Trang. Má nói tùm lum tùm la. Ngoài Nha Trang á, tin bực lên gà cho nó coi. Đang xử ngoài đó, gà quay về nè. Gì ghê. Festival thì festival ở ngoài Nha Trang cô ủng hộ festival 3 cây đến 6 cây mà kêu nó nhắn mình là 31 đến 1 cây. Ừ. Cô ủng hộ giùm đi tại ra đâu có. Không có luôn. Làm chỉ có đang giận. Không, nếu mà có festival nó quả là vui lắm đó nha. Có vườn hoa đó, má này có quả làm hoa đi. Bữa ở đâu đi, bữa bên kia đi, mấy bữa bệnh nào cũng đi. Bỏ bả với cái này đi. Nói chứ gà quán mới bán được, có ép người ta giống như hồi xưa nha chứ.
bà bây giờ bà phải thay đổi giống như hồi xưa này kia kia nọ đó, chú mai đứng ra mà để xin lỗi này xin lỗi kia đâu nha. Đó thôi anh tôi mày ác quá anh, đưa 20 triệu trước cho nó xài đi, ta lấy này. Thôi đừng, thôi lấy kia đi anh ơi. Đừng, dù sao tụi mình quen nhau 2 năm rồi. Đừng anh ơi, nói nghe nè, đừng xa em đêm nay đi bóng trăng qua hàng cây. Bị mẹ tiền đâu mất tiêu mẹ quá. Anh ơi, quay về đi, về đi anh ơi. Quay về đi anh ơi. Em đã sai hay làm lại từ đầu? Anh nút cỏ hoài em bỏ anh từ đầu. Má này hát cái gì vậy trời. Đừng xa em đêm nay cái bóng trăng. Bị mẹ dắt tao vô ăn bún mắm tao quất con 100 ngàn. Cái ông đó thấy tao ngồi ăn bún mắm kèm quá ông cha kỳ miễn tử. Rồi sao? Giờ tao ngồi ăn hết rồi chú ơi, giờ con đi bán số nha chú, trả trước 100 đi. Trời ơi. Cái ông nói trời ơi, đã trả tao bún mắm còn bắt mua 10 cờ. À. Cái ông mới nói vậy nè, chiều của chúng cô hay không? Tôi biết nhà ông đâu. Vườn qua chuồng chuồng, Phật Tích Ca đi qua đi lại vợ đẻ trong vườn. Cái ông mới nói vậy nè, nhà cô ở đâu vậy? Nhà em dưới sông á. Cái ông hỏi sông nào, sông Kỹ Tề á. Giờ đi cá độ cao à, nếu mà nhảy xong đi cho cả 20 chai, cái mạng cũng có 20 chai à. Ông mua ông phụng hoàng đi. Ê bà giống như kể chuyện em nghe, không hiểu đi luôn á má, bà nói cái gì á má ơi. Như là ông kêu con nhảy cầu của mình lợi đi, đưa 20 chai. Thì giống nhảy đi. Cái con nói thôi, con nói mua ông phụng hoàng trước đi, trời mạng con 20 chai. Ôi má này đâu có làm con cũng có cái tề được. Nhưng mà đợi nhảy mấy cái đó nhảy xuống mà có 20 triệu, muốn gì xuống nào mà nước đừng có sấy. Thôi bà lựa cái đứa ông kêu nhảy cầu chi đi, ông nói tao biết bơi. Biết bơi không? Biết cầu chi bơi. Bà bơi được hả? Đi ra nhảy đi đưa bà 10 triệu. Thôi. Bà biết bơi được chứ biết sợ á. Tôi cùng lại với bà thiệt chứ. Cây. Mày quên hả? Ờ à, đu cục cây. Đu nhưng cục mà không bà không quá. Bà không suy nghĩ là bà nhảy xuống cái đầu bà đập vô cái cục cây hả? Không. Sao bà không suy nghĩ như vậy? Rồi. Trời ơi bà đu vô cục cây dễ đu ghê á. Ê chồng cỡ đâu cọc tiền vậy nè. Nhiều lắm á nha, đi đi tôi dẫn bà đi qua bển thôi. Bà gặp Mỹ thì đánh lộn. Diễm đánh lộn nó rồi đó. Đừng có nói tới ai giùm con đi má ơi má. Bây giờ má chỉ biết má giùm con đi má. Chạy. Em đi, đừng nghe là về chồng nha. Bằng dành hoài vậy. Ủa ba con má con mà. Trời ơi má rồi tối nó dắt cà lem sao. Hả má hoài vậy. Không có cao bầu trời vẫn vắng. Có cao rồi ta với con Phương vẫn tươi. Má đọc thơ gì vậy trời. Chim khôn lửa cành mà đậu. Một tay. Trời ơi khùng quá giờ này đưa 59 bốm 68 gà nè. Trời ơi 366. Đúng rồi. Trời ơi má ơi bữa tôi cho người ta 368. Này 366. Xùi. Thiếu hai đút nữa. Má này hát các bạn cùng đến với đêm đêm này. Đây đêm sau cái bị bắt luôn. Sao? Vậy mờ xuống mờ quả bà đi chịu. Thôi chịu đi. Hoặc 2,5 triệu. Nói cho bà cha cầu đi. Mọi lành như trọng quay lấy máu rồi không mọi. Thôi đúng rồi bà bệnh tùm lum tùm la bà ăn bà không cử chi. Nè mày coi nè. Chích cái gì vô vú tạo dáng tùm lum cái bao xù. Rồi đã giờ bắt đầu lấy ống gì nó khọt ra khọt vô cho cà cỡ. Thở đã cái thằng nó nghe. Lấy cái bình về gì bự lắm. Thằng còn nó vô trước. Nó để con cháu ở trên ngay cái chỗ cái máy. Để cà cỡ á. Còn nói chị chích ra đi nhẹ nhàng. Đỉ mẹ mày gỡ con cháu vô mày nói gì vậy? Mày mất tiêu, thằng còn vô sao chót à. Thằng còn vô đưa cháu thằng Lâm chưa? À là tụi bà đi không à, lúc ở bệnh viện. Trời ơi, tao nói nó đem máy móc tao quá trời làm tao như lấy hai cái đồ giống như trắng hồ. Ịn hít thở hít thở. Ịn vậy cái hơi nó hơi mắc yếu quá cho đi gì ở đây. Bà bệnh nhiều lắm bà ơi, bà phải ăn cử kia rồi này kia kia nọ nữa. Má, bác sĩ hỏi ở nhà làm gì, nói em ăn trái sầu riêng. Trời ơi. Cũng nói đường lên 400 rồi đó, giờ hỏi chị có uống gì không, 4 chai kinh dầu. Trời giờ ơi. Giờ bác sĩ thương em bán cái thận cho bác sĩ. Bà không má tôi bác sĩ mà bà đòi bán thận. Thận bà bị 3 với 4. Uống thơm, uống dừa với dâu ôm á, xay. Về uống chết mẹ luôn, uống đi cào kháo luôn á. Ờ thì uống mấy cái đó đi, bác sĩ dặn sao làm vậy đi má.
Trời bắt đầu cũng máu, ngày nào cũng lấy máu với tay tê quá thôi. Rồi, lấy bác sĩ có, đi. Bác sĩ có chích bà không? Chích, chích nhiều lắm á. Bà đưa bụng cho bác sĩ chích bà luôn. Ờ nè. Chích cho con bướm bà luôn hả? Đưa cái cẳng luôn, không chích bụng rồi. Bụng chồng tao chích vô bốn tao. Để coi nói chuyện tao không thôi, nó cạo lông tao hết trơn. Thằng quỷ đó đó. Cạo đi, để vô bác sĩ cạo cũng vậy à. Má này quậy, má ơi. Nói cái gì, không có hiểu nói cái gì luôn. Bà nói cái gì, bữa năm nay bà nói nhiều hơn năm ngoái nha. Mấy năm dưới bà không có nói gì đó, năm nay bà nói nhiều cái sợ. Gần chết rồi đó. Cái gì? Gần chết rồi đó. Như có điềm hay sao bà cứ nói vậy hoài luôn nha thầy Sơn. Ờ. Gần chết rồi đó. Bà nói mấy năm rồi đó. Ờ. Không, con nghĩ gì chứ khó lắm, tại vì gì chứ phải sống để trả nghiệp nữa. Trả nghiệp gì? Tại cái miệng gì chứ ghê quá. Đâu có làm gì đâu ghê. Ờ. Bẻ bốn lần vậy. Bà có chửi rủa ai nữa không? Không, đập cầu ba lần. Trời. Bác sĩ hỏi làm cái gì tay chân mình nảy bầm hết nè. Nói không thấy đường. Ông nói ăn ngọt chị kêu đừng ăn ngọt ăn hoài. Không thấy đường thiệt á. Con má ăn 3 kg sao vô bệnh viện luôn. Ủa rồi đem mất kiến được không? Có. À gì vô bệnh viện xong. Ủa, bác sĩ hỏi ăn cái gì? Bà phải đem mất kiến là lão. Tại giờ bà cũng sáu mấy rồi. Sáu mấy rồi chứ sáu mấy rồi? 62 tuổi, vô đầm sen có cống tiền. Sao? Cái nó cho leo, còn nói hô leo tắm với nít đi em đâu biết bơ đâu. Còn nó kêu em bằng cá mập rồi em. Đúng rồi em má. Tắm với nít. Có qua hộ nít mới tắm mà nước đâu nhỏ tắm nữa. Trời ơi, có qua tắm bên kia, nó tắm bên đây ba hồ lặng. Tôi tưởng là bà tắm với nít rồi nước đâu nhỏ tắm nữa, bà xuống nước nó tràn. À, nó nói trời ơi, chị đi tắm cho mặt đồ bộ. Tao không có đâu. Má này mất hết rồi. Cái xuống hồ, cái ông kia ông nhìn hoài, con ông trò. Ổng làm con quê vậy. Vô trọng một chai bia là có được 1 triệu. Uống vô rồi tao ối tao lên cái quả kiển gì mày cho chơi nè. Giống như bạn khai trương là có lô tô đó. Nó khai trương ra chơi ngày Sơn. Có lô tô rồi trúng con gấu bự đó, con gấu nó bằng bà vậy nè. Ca. Có ca hả? Ở nhóm ở đây nè, cô 6, cô 7 là cũng hả đi. Má này biết lấy ghê. Nè tính tiền nước con đi Sương ơi. Ơi, hôm chứ uống gì hả? Không có uống, bà này có ghét mà uống gì. Bà chửi má chồng hoài à. Đỡ vậy, đó, 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 đó. Đánh cái gì có cục gì đau quá vậy? Cục gì? Trời ơi, má cục đau quá, muốn ám sát vậy. Đi Sơn ơi, đi Dứt ơi. Cái máy quay thứ ba hả? Dạ đúng rồi, 6, ngày 6 á.